Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Hoan hô hôm qua, Nhật Bản và Triều Tiên liên minh đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa, bầm dập tím tái để trả đũa cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo truyền thông của Hàn Quốc cho biết, tình chiến sự ở biên giới Trung, Triều và vùng Biển Đông, vùng Biển Hoa Đông trong những tuần vừa qua hết sức căng thẳng và phức tạp. Nguyên nhân chính gây ra những cuộc đụng độ đầy lửa nói trên không ai khác, đó chính là phía Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, tàu thuyền đi xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ ở Biển Đông, ở vùng Biển Hoa Đông, mà phía Trung Quốc còn đem rất nhiều binh lính và xe tăng lên vùng biên giới giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để hòng xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên về tay Trung Quốc. Hành vi trên đã gây ra bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, Nga và Nhật Bản thời gian vừa qua. Chính vì thế mà hôm qua, Nhật Bản đã liên minh với cả Triều Tiên, phát lệnh cho quân đội, không quân, hải quân của hai nước xuất kích, tiêu diệt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trở lại bình yên cho vùng biển Senkaku của Nhật Bản, cũng như là biên giới giữa Trung, Triều và trả đũa cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, trong gần 10 ngày vừa qua, phía Trung Quốc đã điều quân đội mang theo rất nhiều vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, pháo cao xạ, súng đại liên và đại bác cùng rất nhiều xe tăng tiến lên biên dịch giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên. Trong bối cảnh nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đang đồn đoán rằng có một sức khỏe không tốt, hành động gây hấn và ngông cuồng trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị quân đội của Triều Tiên liên minh với quân đội của Nhật Bản đánh cho tơi bời khói lửa. Theo một tuyên bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hôm kia quân đội của Bình Nhưỡng đã điều 1.500 binh lính mang theo rất nhiều tên lửa hiện đại bậc nhất của Triều Tiên, phóng hỏa tiêu diệt phiến quân của phía Trung Quốc. Khi mà quân đội và xe tăng của Bắc Kinh ùn ùn kéo sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để hăm dọa, mục đích là để dùng vũ lực hòng chiếm đóng một quả núi của Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh mà nhà lãnh đạo, ông Kim Jong-un được đồn đoán là đang có một sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên, rất may quân đội của Bình Nhưỡng đã khai súng, làm cho binh lính và xe tăng của Trung Quốc tháo chạy toán loạn để thoát thân. Nếu không, trận chiến đã xảy ra sức kinh khủng. Theo tờ báo của Nhật Bản cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, hải quân đi gây hấn, bắt nạt ở vùng Biển Đông, mà tại vùng Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, hay còn gọi là quần đảo Điếu Ngư, chính quyền của Bắc Kinh cũng đang cho 3 tàu chiến, mang theo vòi rồng và tên lửa, cùng 3 máy bay do thám đang có những hoạt động quấy nhiễu, quấy phá lãnh hải của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết, hôm qua, trước sức ép kinh hoàng và nguy hiểm từ nhóm tàu của phía Trung Quốc, hải quân đã cho phóng 2 quả tên lửa tầm trung để cảnh cáo Trung Quốc khi những con tàu chiến hung hăng phía Bắc Kinh đang có ý định tiến sát vào quần đảo Senkaku của Nhật Bản để gây căng thẳng. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết quần đảo Senkaku hoàn toàn là của Nhật Bản. Hiện chính phủ của Nhật Bản đang lưu trữ rất nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử cũng như là tính pháp lý để chứng minh rằng hòn đảo Senkaku nói trên không phải là của phía Trung Quốc. Thế nhưng, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn luôn muốn đem quân đội đi xâm chiếm, đi chiếm đóng bằng lực quần đảo nói trên của Nhật Bản về tay Bắc Kinh. Hành vi trên của chính quyền ông Tập là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Chính vì vậy mà ngày hôm qua, nếu sau 2 loạt phóng tên lửa cảnh cáo, nhóm tàu của Trung Quốc không cho tháo chạy thì chắc chắn hải quân, không quân của Nhật Bản sẽ đánh cho Trung Quốc tế bời khói lửa ở vùng biển Hoa Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Trung Quốc rất biết tận dụng cơ hội. Nói đúng hơn là chính quyền của ông Tập Cận Bình rất biết lợi dụng tình hình và cơ hội để ra tay chèn ép, gây áp lực cho các nước trong khu vực, hòng làm bá chủ trên thế giới để vượt qua Mỹ. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là trong những tuần vừa qua, trong khi tất cả hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này đang tập trung cao độ công cuộc phòng chống đại dịch mang tên Covid, thì chính phủ của Trung Quốc lại lợi dụng tình hình đó, đem rất nhiều quân lính, tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng lãnh hải, lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và vùng biên giới của các nước láng giềng xung quanh mình, trong đó có Triều Tiên. Hành vi trên của phía Trung Quốc cần phải được trừng trị ngay tức khắc và phải bị tẩy chay, thưa quý vị. Theo các nhà quan sát cho biết, không chỉ gây gổ với cả Triều Tiên, Nhật Bản và các nước trong khu vực, chính quyền của ông Tập Cận Bình còn được cho là tham lam vô độ và không có tính nhân đạo. Khi mà Bắc Kinh cố tình nâng giá bán các mặt hàng như thiết bị y tế, máy trợ thở, bộ kit xét nghiệm chủng Covid và khẩu trang y tế cho rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và các nước ở khu vực châu Âu, với một mức giá trên trời, hòng trục lợi và thu về hàng nghìn tỷ đô la nhờ vào việc làm thiếu tình người, thiếu tính nhân đạo như trên. Không những thế, phía Trung Quốc còn xuất khẩu những mặt hàng kém chất lượng, bị rất nhiều nước ở khu vực châu Âu phàn nàn, họ muốn Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên,
tất cả những vấn đề trên đều bị phía Trung Quốc phớt lờ. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc liên tục lên tiếng nói rằng Trung Quốc là một nước yêu chuộng hòa bình, không đi gây gổ gây hấn với cả các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng đang hỗ trợ tất cả các nước trên thế giới trong công cuộc phòng chống bệnh dịch. Thế nhưng trên thực tế thì những việc làm của phía Trung Quốc đã và đang đi ngược lại với những tuyên bố nói trên. Điều đó cho thấy rằng âm mưu của phía Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là lý do vì sao mà rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần phải cảnh giác cao độ với phía Trung Quốc và cộng đồng trên toàn thế giới đừng nghe những gì mà phía Trung Quốc nói, bởi họ chỉ nói một đằng làm một nẻo. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá sốc khi mà Trung Quốc lợi dụng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un không được tốt, đã đem rất nhiều binh lính, xe tăng lên vùng biên giới để thực hiện những cái âm mưu, những cái mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ. Nhưng tất cả những âm mưu trên của chính quyền ông Tập đều bị thất bại thảm hại, bởi vì Nhật Bản và Triều Tiên đều rất cảnh giác cao độ với cả chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của hai nước luôn đặt trong tình trạng trực chiến 24/24 giờ. Nhật Bản và Triều Tiên luôn có những phương án đối phó kịp thời với những manh động của phía Trung Quốc, bởi vì họ biết rằng đất nước Trung Hoa là một kẻ chuyên đi ăn cướp và la làng. Theo các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhưng vẫn không chiến thắng được Nhật Bản và Triều Tiên. Chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập sẽ lại tiếp tục quấy nhiễu ở Biển Đông. Hiện tại thì hải quân, không quân của phía Trung Quốc vẫn đang cho rất nhiều tàu thuyền lờn vờn ở khu vực Biển Đông để đe dọa an ninh tới khu vực cũng như các nước. Hôm qua, truyền thông Jakarta của Indonesia đã lên tiếng cảnh báo rằng một nhóm tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đang di chuyển dọc bờ biển của Indonesia để thực hiện những ý đồ đen tối, đề nghị các nước trong khu vực Đông Nam Á phải nêu cao tinh thần đề phòng, cảnh giác cao độ với cả phía Bắc Kinh. Chính phủ Indonesia nói rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn thế giới, nhất là trong khu vực Đông Nam Á, thì các nước ASEAN đừng quên nhiệm vụ cao cả, đó là điều tàu tuần duyên, tàu tuần tra đem ra ngoài Biển Đông để giám sát những hành động vô lý, sai trái của phía Trung Quốc, đồng thời liên tục nâng cao tinh thần bảo vệ biển đảo của các nước. Trước cái bối cảnh mà Bắc Kinh gia tăng sức ép ngày hôm qua, chính phủ của Nhật Bản cũng như Triều Tiên ra tay điều quân đội trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh đã được rất nhiều các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ, hoan nghênh và nói rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn có những hành động gây gỗ, ăn hiếp thì các nước phải hợp sức, liên minh với nhau, xóa sổ Trung Quốc, san phẳng Bắc Kinh để trở lại bình yên cho thế giới, trả lại sự êm đềm chờ Biển Đông và vùng biển Hoa Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là rất nóng, rất hot và rất nhiều người quan tâm. Khi hai tuần vừa qua, truyền thông của thế giới đổ dồn sự quan tâm tới đất nước Triều Tiên, một đất nước nhiều tên lửa nhưng rất bí hiểm trên toàn thế giới này. Câu hỏi đặt ra là tại sao truyền thông của thế giới lại đổ dồn sự quan tâm tới Bình Nhưỡng đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều đồn đoán trong những ngày vừa qua nói rằng sức khỏe ông Kim Jong-un, người được cho là người lãnh tụ của đất nước Triều Tiên, sinh năm 1984, năm nay còn rất trẻ, mới 37 tuổi, nhưng ông đang bị phẫu thuật tim và đang lâm vào tình trạng sức khỏe không được tốt. Có nhiều tin đồn còn nói rằng ông đang lâm bệnh nặng bởi vì đã hơn 16 ngày nay chưa thấy sự xuất hiện của người đứng đầu của Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong-un trước truyền thông và báo chí trong nước cũng như là thế giới, đặc biệt là trong hai ngày trọng đại của Bình Nhưỡng, đó là ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân của Bình Nhưỡng và ngày sinh ông nội ông Kim Jong-un, chính là ông Kim Nhật Thành. Những sự kiện không thể thiếu người đứng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn chưa thấy ông Kim Jong-un xuất hiện. Vậy câu hỏi đặt ra là ông đang làm gì và đang ở đâu mà bây giờ thế giới còn vẫn chưa biết được thực hư ông đang bệnh nặng hay là đang đi nghỉ dưỡng trong hơn 2 tuần vừa qua. Nhiều tờ báo của Trung Quốc nói rằng ông Kim Jong-un bị phẫu thuật tim và đang nguy cấp, nhưng các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên thì nói ông đang đi nghỉ mát. Trong bối cảnh đó thì Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nói rằng ông bạn tôi, ông Kim Jong-un, sức khỏe vẫn đang hết sức bình thường. Tất cả các lời đồn đoán trên đều là không đúng sự thật. Và đến ngày hôm nay, hãng AFP của Pháp, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới chỉ sau hãng tin Reuters cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un vẫn còn sống và sức khỏe vẫn tốt. Thưa quý vị, thông tin trên đã chấm dứt mọi đồn đoán sai lệch về sức khỏe của ông Kim trong 2 tuần vừa qua. Thông tin trên được một số cố vấn an ninh cấp cao hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in nói, và đã loại bỏ được những tin đồn về sức khỏe của ông Kim sau khi ông vắng mặt trong một ngày kỷ niệm quan trọng và một ngày sinh nhật quan trọng của Bình Nhưỡng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN của Mỹ vào hôm Chủ nhật, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về an ninh quốc gia Moon Jung-in cho biết Kim Jong-un vẫn còn sống và sức khỏe vẫn tốt. Vị cố vấn này cho hay, ông Kim đã ở Wonsan, một thị trấn nghỉ mát ở phía đông của Bình Nhưỡng. Đồn đoán và phỏng đoán về sức khỏe của ông Kim Jong-un được tăng lên kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật ông nội ông, cố lãnh đạo, ông Kim Nhật Thành, một trong những sự kiện được cho là quan trọng bậc nhất của Bình Nhưỡng.
ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng kể khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên truyền thông đưa tin. Ông kiểm tra máy bay chiến đấu tại một đơn vị phòng không. Sự vắng mặt của ông Kim đã khiến cho cộng đồng trên toàn thế giới luôn tin rằng ông đang có một sức khỏe không được tốt. Đến hãng CNN của Mỹ cũng nói rằng sức khỏe của ông Kim đang có vấn đề. Nhưng Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden vừa rồi đã bác bỏ những thông tin đồn đoán rằng ông Kim đang bị ốm và bị bệnh nặng. Thưa quý vị, trong lúc cả thế giới đang đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un thì ngày hôm qua tờ báo Yondan, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đã gửi thư cho công nhân đang xây dựng lại thành phố Samjon, một trong những dự án phát triển tham vọng bậc nhất của Bình Nhưỡng ở vùng biển của Triều Tiên. Tờ Yondan số ra ngày Chủ nhật cho biết ông Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới những công nhân tham gia xây dựng ngôi làng xã hội chủ nghĩa với ý tưởng Saman, thành phố Samgun, nơi sinh của cố chủ tịch Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un, được cho là đã trải qua một cuộc cải tạo gần như hoàn chỉnh. Samgun được chuyển đổi thành một thành phố kiểu mẫu, với nhà ga mới, cơ sở hạ tầng điện, viễn thông và hàng trăm tòa nhà cao tầng hiện đại bậc nhất trên thế giới. Dự án nằm dưới chân núi Thiên Trường Bạch, nơi ông Kim Jong-un thường xuyên lui tới trong những năm gần đây. Như vậy, truyền thông của Triều Tiên xác nhận rằng sức khỏe của ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo tối cao của đất nước Triều Tiên, vẫn đang hết sức bình thường và không như những lời đồn đoán rằng sức khỏe của ông đang tồi tệ và chắc chắn khi ông xuất hiện thì phía Trung Quốc sẽ bị dính đòn đau, bởi vì Bắc Kinh đang gây ra những cuộc đụng độ căng thẳng ở biên giới Trung Triều. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Tin dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, ngày hôm nay ở khu vực Đồng Bằng, Trung Du Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi trên 37 độ như Tịnh Gia, Thanh Hóa, 38,8 độ, Đô Lương, Nghệ An, 38 độ. Hương Khê, Hà Tĩnh 37,8 độ, Nam Đô, Thừa Thiên Huế 37 độ, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ trưa phổ biến 55-65%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ ngày hôm nay tới ngày mai, ở Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Mưa rông diện rộng tại vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Đêm qua và sáng nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay có nơi trên 50mm như Nậm Tâm, Lai Châu 59,4mm, Tân Lập, Hà Giang 282,4mm, Tiên Nguyên, Hà Giang 245,6mm, Mỹ Phương, Bắc Cạn 138,5mm, Ba Chẽ, Quảng Ninh 74mm, Thủy Điện Đắc Sơ Rông, Gia Lai 85,2mm, Bù Đăng, Bình Phước 85,2mm, Thanh Sơn, Đồng Nai 65,4mm. Dự báo chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Dự báo thời tiết các khu vực từ hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Các khu vực khác, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm mai đến ngày 26 tháng 6, Bắc Bộ,
từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm ngày thứ ba, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng đêm thứ tư, có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày mai, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt các khu vực khác, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến thứ Tư. Ngày hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày thứ Tư. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng vào chiều tối và ở Bắc Bộ, vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C. Thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C. Vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Kính thưa quý vị, nước về hồ thủy điện ít,
EVN dự báo tuần tới vẫn tiết giảm điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN dự báo trong tuần tới từ hôm nay đến ngày 24 tháng 6 vẫn tiếp tục thực hiện tiết giảm điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện. EVN vừa có báo cáo cập nhật tình hình cung ứng điện miền Bắc gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Đáng chú ý, trong báo cáo EVN nêu, dựa vào thông tin dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ giảm nhiệt và duy trì mức 32-33 độ C từ 5 ngày qua, nhưng từ hôm nay đến 23 tháng 6 có nắng nóng gia tăng ở mức 36-37 độ C. Từ sau ngày 24 tháng 6, nhiệt độ giảm về 33-35 độ C. Thời gian tới, nước về các hồ thủy điện vẫn chưa được cải thiện nhiều. Chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc. EVN dự kiến trong tuần tới, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 6, mức công suất không đáp ứng được ở miền Bắc khoảng 2.000-2.500 MW và phụ thuộc nhiều vào mức độ nắng nóng cũng như tình hình nước về các hồ chứa thủy điện. Do vậy, vẫn tiếp tục phải thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện cho đến khi có nước về các hồ thủy điện. Về tình hình cung ứng điện, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, EVN cho biết, việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước đã được đảm bảo. Các nhà máy chạy dầu phía Nam đã không ngừng cần phải huy động. Trong khi đó, diễn biến thủy văn những ngày đầu tháng 6 tiếp tục kém. EVN đã thực hiện huy động tối đa các nguồn nhiệt điện miền Bắc, tăng cao nhất giới hạn truyền tải từ Trung và Nam ra Bắc, 2.500-2.700 MW. Tuy nhiên, tổng công suất nguồn điện vẫn không đáp ứng được nhu cầu sử dụng tại miền Bắc. Trước tình hình đó, để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, EVN đã thực hiện phân bổ công suất khả dụng cho các tổng công ty điện lực. Các tổng công ty điện lực phân bổ cho các công ty điện lực tỉnh tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư 34/2011/TT-BCT ngày 7 tháng 9 năm 2011 với mức công suất khả dụng cho các ngày từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 là 17.000 MW và từ ngày 10 tháng 6 đến nay đã tăng lên được 18.000 MW. Trong các ngày từ 9 đến 13 tháng 6, điều kiện thủy văn được cải thiện do có mưa diện rộng trên các lưu vực sông phía Bắc, nên đến nay mực nước các hồ đã cao hơn mực nước chết. Đồng thời, nền nhiệt độ miền Bắc cũng đã hạ nhiệt, nên trong các ngày 13 đến 15 tháng 6, khu vực thành phố Hà Nội đã không phải thực hiện tiết giảm điện. Đối với khu vực còn lại của miền Bắc, thì mức tiết giảm đã giảm dần và đến nay, ngày 15 tháng 6, thì công suất tiết giảm trung bình chỉ còn 1.319 MW. Chiếm khoảng 5,7% công suất sử dụng. Thông tin mới nhất trong các báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp vừa gửi lên Bộ trưởng Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện cho biết, ngoài 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết nêu trên, còn một số hồ mực nước thấp, Sơn La, Hủa Na, một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp, Sơn La, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Mơ, Đồng Nai 3. Báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp cũng cho biết, ngày hôm qua lưu lượng về các hồ chứa thủy điện thấp, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng tăng nhẹ, khu vực Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, vẫn ở mực nước thấp. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này và dự báo lượng nước về các hồ thấp trong thời gian tới. Chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay có nơi trên 80mm như Sơn Nha, Sơn La 136,2mm, Mai Hịch, Hòa Bình 127,8mm, Láng Thượng, Hà Nội 86mm, Lộc Tân, Lâm Đồng 157,2mm. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ. Dự báo thời tiết khu vực trong từ 24 đến 48 giờ tới. Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày mai có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm mai đến ngày 27 tháng 6. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Vùng đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng đêm thứ tư có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ đêm mai đến ngày 23 tháng 6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo chi tiết các vùng trong ngày hôm nay. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng Hòa Bình 35 đến 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng khu vực đồng bằng và trung du 35 đến 36 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ C, phía Nam 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Quý vị thân mến, trong 2 tuần cuối của tháng 6, dạnh thấp ở phía Bắc hoạt động yếu, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng ra, nắng nóng gia tăng và kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng,
Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa vừa mưa to ở miền Bắc tạm thời kết thúc. Trong 1 đến 2 ngày tới, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung phổ biến ít mưa, trời nắng và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Từ ngày thứ Tư, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Thời gian tới, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi còn cao hơn. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Lượng mưa tại Bắc Bộ vẫn có xu hướng thiếu hụt từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%. Trong 2 tuần cuối của tháng 6, rãnh thấp ở phía Bắc hoạt động yếu, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng ra, nắng nóng gia tăng và kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Dự báo nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Các tỉnh phía Bắc khả năng có 1 đến 2 đợt nắng nóng kéo dài, có thể xuất hiện các ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trên 39 độ. Các tỉnh phía Nam nền nhiệt xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cao cận nhiệt có xu hướng hoạt động lấn Tây hơn so với trung bình nhiều năm, khiến lượng mưa sụt giảm 10 đến 30mm so với trung bình nhiều năm ở trên phạm vi cả nước. Riêng chỉ khu vực biên giới phía Bắc vẫn có khả năng tăng mưa so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng mưa dông nhiệt với lượng mưa to bất chợt xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nửa cuối tháng 6 ở Trung Bộ, vùng thấp nóng phía Tây mở ra, gió phơn bắt đầu hoạt động mạnh. Trung Bộ xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh vùng núi có thể vượt trên 39 độ, đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0 đến 0,5 độ. Ở Nam Trung Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, lượng mưa toàn khu vực thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 0 đến 10mm một tuần. Nửa cuối tháng 6, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hụt mưa. Lượng mưa ở Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 10 đến 20mm một tuần. Khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 0 đến 10mm một tuần, nền nhiệt có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0 đến 0,5 độ. Ngày hôm nay, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 39 độ, như Yên Châu, Sơn La 39,5 độ, Phú Yên, Sơn La 39,6 độ, Hồi Xuân, Thanh Hóa 39,5 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55%. Ngày mai, ở phía Đông Bắc Bộ, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-60%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-55%, thời gian nắng nóng từ 10-18 giờ. Ngày kia ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%, thời gian nắng nóng từ 10 đến 17 giờ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55%, thời gian nắng nóng từ 10 đến 18 giờ. Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày kia. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 3 giờ ngày hôm nay có nơi trên 30mm như Nậm Lỏng, Lai Châu 83mm, Sông Đà, Điện Biên 34,6mm, Ngũ Chỉ Sơn, Lào Cai 31,6mm. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ
có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào khoảng thời gian sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm nay ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, cảnh báo lũ quét sạt lở đất nhiều tỉnh phía Bắc. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay có nơi trên 60mm như Vị Xuyên, Hà Giang 86,8mm, Bình Sơn, Thái Nguyên 78,8mm, Mù Căng Chải, Yên Bái 76,6mm, Thanh Bình, Bắc Cạn 62mm. Ngày và đêm qua ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Theo đó, trong 6 giờ qua, từ 4 giờ đến 10 giờ ngày hôm qua, ở khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Lạn 136,6mm, Điện Biên, Mường Bám 97,6mm, Sơn La. Trong 6 giờ tới, tại khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Dự báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Sơn La, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Bái, Mù Căng Chải, Bắc Cạn, Chợ Mới, Thái Nguyên, Sông Công, Định Hóa. Về tình hình nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết, ngày hôm qua và hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.
Ngày hôm qua, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-65%. Nắng nóng ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mai. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày thứ Bảy. Từ ngày Chủ nhật, nắng nóng có khả năng giảm dần. Trong những ngày nắng nóng và chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thưa quý vị, chiều qua, nhiều nơi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mưa, trong đó tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện cơn mưa lớn và kéo dài, làm cho nhiều tuyến đường nội đô bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc lưu thông, sinh hoạt và buôn bán của người dân trên địa bàn. Cơn mưa lớn và kéo dài đã gây ngập nặng các tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu như Hòa Bình, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phan Đình Phùng. Tại nhiều khu vực, nước ngập đường và tràn vô nhà người dân. Việc lưu thông của bà con trên các tuyến đường này gặp khó khăn, nhiều xe máy bị chết máy do bị ngập sâu trong nước, phải dẫn bộ. Mặc dù thời gian gần đây một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã được các ngành chức năng tiến hành sửa chữa, nâng cấp, nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước để hạn chế việc ngập khi trời mưa to kéo dài. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước chưa phát huy hiệu quả nên những khi xuất hiện các cơn mưa lớn kéo dài thì tuyến đường nội ô ở địa phương này lại chìm trong biển nước. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, hệ thống tiêu thoát nước của thành phố, nhất là tại các khu trung tâm thuộc các phường 1, 3 và 7, hầu hết được xây dựng trên nền đô thị cũ, độ cao nền thấp và trong tiến trình phát triển do trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, tầm nhìn và vốn đầu tư khác nhau, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và tiêu thoát nước nói riêng, mới, cũ, không đồng bộ, bị chia cắt thành từng ô, chênh lệch cao độ đã dẫn đến thực trạng này. Ngoài ra, việc bê tông hóa diện tích mặt tại các khu vực đô thị ngày càng tăng, không chỉ làm gia tăng lượng nước mưa chảy trên bề mặt vì không thể thấm xuống lòng đất mà còn gây ngập cục bộ. Vâng thưa quý vị, chỉ sau một đêm, hàng trăm mét đất của nhà tôi bị sạt lở xuống sông. Rất may là không thiệt hại về người, sạt lở đất diễn ra ngày càng phức tạp. Ông Nguyễn Văn Minh, ngụ xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi phản ánh. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau xảy ra 97 vụ sạt lở sụt lún đất ven sông, làm hư hỏng hoàn toàn 106 mét kè bê tông, sập hoàn toàn 15 căn nhà, hư hỏng 4 căn nhà, ước tính tổng thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Qua khảo sát ban đầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau và Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi xác định nguyên nhân sạt lở là mưa nhiều cùng thời gian chiều kiệt trong năm hơn 3 mét, một số nơi nước chảy xoáy. Bên cạnh đó, người dân Đầm Rơi chuyên nuôi trồng thủy sản trên đường giao thông nông thôn chủ yếu được xây dựng trên bờ bao phía trước nhà dân, vì vậy xảy ra sạt lở thường ảnh hưởng đến đường giao thông nông thôn. Phần lớn các nơi sạt lở là sông lớn, ngay các ngã ba, vịnh của dòng chảy tạo dòng xoáy rất lớn của nước vào bờ sông, không có hiện tượng lấy đất, khoan đất dưới lòng sông. Một số nơi thường xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng như khu vực cửa biển Gành Hào, xã Tân Thuận, Hố Gùi, xã Nguyễn Huân, các tuyến sông lớn có lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy lớn như tuyến kênh Trường Đạm thuộc xã Thanh Tùng, xã Ngọc Chánh, tuyến Khai Hoang, xã Quách Phẩm, tuyến Bầu Sen, xã Tân Duyệt, tuyến sông Đầm Rơi, tuyến kênh Sáu Đông, ngã tư Hiệp Bình, xã Tân Đức. Chỉ sau một đêm, hàng trăm mét đất của nhà tôi bị sạt lở xuống sông, rất may là không thiệt hại về người. Sạt lở đất diễn ra ngày càng phức tạp, ông Nguyễn Văn Minh, ngụ ở tuyến kênh Trường Đạm, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi nói. Ông Nguyễn Phương Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phân công thành viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời khi có thiên tai xảy ra, đồng thời ra soát cập nhật các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chuyên môn huyện đã đi khảo sát thực tế các điểm sạt lở để chỉ đạo khắc phục kịp thời, phục vụ việc đi lại và ổn định sản xuất của người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở đất và nguy cơ cao sạt lở đất trên địa bàn quản lý.
tuyên truyền vận động người dân sống cạnh các tuyến đường ven sông nâng cao ý thức cảnh giác, gia cố bờ bao, kè gia cố phòng ngừa sạt lở đất nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng. Nếu xảy ra sạt lở đất, phải báo nhanh đến ngành chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn cho người dân đi lại an toàn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành, các viện nghiên cứu giúp Ủy ban Nhân dân huyện khảo sát, tìm nguyên nhân chính và giải pháp căn cơ lâu dài chống sạt lở. Có như thế mới bảo vệ bền vững nhà cửa, sản xuất, đời sống của người dân ở các công trình công cộng trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng kiến nghị tỉnh Cà Mau sớm đầu tư xây dựng hai cống đầu tuyến kênh Trường Đạo giáp sông Đầm Rơi và tuyến kênh Khai Hoang, xã Quách Phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau chia sẻ thêm. Thông tin về hai con đập vỡ cùng một lúc tại Trung Quốc tiếp tục phủ sóng các mặt báo quốc tế, trong khi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Theo đó, cảnh tượng hai con đập và khu vực dưới hạ lưu tan hoang đến độ người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng y như trong những thước phim điện ảnh. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh khi nước lũ từ hồ thượng lưu lao nhanh như biển gặp bão. Đến lúc nhiều ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, hàng triệu đàn cá bắn tung tóe lên trời, mà từ đỉnh núi đất và đá cuội tảng to đột nhiên đổ xuống nuốt chửng nhiều ngôi làng, trong đó có nhà máy hóa chất khiến chất độc lan tràn xung quanh. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Khi dân số ở vùng này được thống kê lên đến 25.000 người, trong khi những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông quốc tế, thì vào lúc 5 giờ 40 phút rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Liên Cử, Lâm Trì, Tây Tạng. Những đá cuội tảng to lan xuống vị trí con đập Giang Nhẫn, làm con đập già cỗi này vỡ tung. Và lượng nước khổng lồ lại tiếp tục lao như bay về hướng con đập Ba Gian, cách đó 16 km về phía nam, phá hủy đập và nhấn chìm những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Với mức sâu gần 10 mét, nước lũ dâng cao đến mức gần như không còn nhìn thấy các cột biển báo và chỉ le lói mái của những ngôi nhà cao 7 tầng. Người ta chỉ còn đếm được 3 ngôi nhà được xây dựng ở nơi cao còn trụ được trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Lũ lụt khiến cây cầu mới vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Anh Phan Lưu, một người dân sống sót nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc 5 giờ hoặc 4 giờ sáng khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hoán của người dân trong làng đã xảy ra lũ lụt, lở đất. Suýt chút nữa là anh và gia đình 4 người của mình đã bị nước nhấn chìm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, lở đất đã dẫn đến 2 đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt cho ngôi làng. Anh cho biết rất nhiều người đã không được may mắn khi anh chỉ bất lực đứng nhìn những người hàng xóm của mình vùng vẫy và la hét cầu cứu, và sau đó mất dạng trong dòng nước lũ. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước nhấn chìm và đá tàn phá. Đến 7 giờ sáng nay, cảnh tượng tan hoang như ngày tận thế, nhà cửa vẫn bị ngập sâu, rất nhiều xác người và động vật tái bệnh bị dòng nước đẩy về một góc cảnh tượng hãi hùng chưa từng có. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 15 km. Nhà máy hóa chất Kim Châu bị phá hủy hoàn toàn, khiến khu vực này đối diện với nạn ô nhiễm trầm trọng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt và cho biết chỉ bỏ mạng khoảng chục người, còn bao nhiêu thì đều an toàn. Đáp lại, một số cư dân mạng đăng tải một đoạn video tiết lộ khắp nơi tại khu vực này đã bị ngập lụt, các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh, cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Điều này đã khiến cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận. Đảng cần giữ thể diện, cho nên nhân dân không thể đổi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại là một bộ phim lớn, Đài Quốc chống lũ. Cũng theo Reuters, sự cố vỡ đập xảy ra đã gây ra trận lụt tồi tệ nhất trong 500 năm qua tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng về những sai phạm của những đơn vị vận hành con đập.
trong nhiều năm qua, thì người dân địa phương cũng đã thông báo và cảnh báo nguy cơ vỡ đập ở mức cao khi họ phát hiện ra rất nhiều vết nứt. Sự cố vỡ hai con đập đòi hỏi quá trình khắc phục tốn kém trên phạm vi lớn, đồng thời dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tiếp diễn của sự việc tương tự trong tương lai. Cơ sở hạ tầng của các con đập cũ kỹ tại Trung Quốc đã bị lãng quên trong thời gian dài và trở thành một vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng khi mưa lớn xảy ra. Các chuyên gia nước ngoài cảnh báo vấn đề này thậm chí sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng khí hậu gây xáo trộn cho các kiểu mưa. Tại Trung Quốc thì độ tuổi trung bình của mỗi con đập là 57 năm và hàng ngàn con đập rải rác đã được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và xuống cấp trầm trọng. Nhưng nhiều con đập không được yêu cầu phải sửa chữa. Theo NTD, Trung Quốc hiện có hơn 94.000 con đập và khoảng 17% trong số đó được phân loại có nguy cơ gây nguy hiểm cao, có nghĩa là sẽ có nhiều người tử vong nếu đập vỡ. Trong khi đó, 12% khác được xếp hạng với mức độ nguy hiểm đáng kể. Theo đó, đập Tam Hiệp có thể vỡ, gây thiệt hại kinh tế, môi trường hoặc gây ra những mối lo ngại khác. Cũng vào năm ngoái, thì các ngoại giới cũng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng trong báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia rằng các con đập và đê xuống cấp trở thành mối nguy hiểm gia tăng khi gặp phải thời tiết cực đoan. Thậm chí, một số trường hợp gặp mưa vừa phải cũng đã vỡ bất kỳ lúc nào. Bài báo cũng lưu ý rằng những cơn mưa đã dẫn đến sự cố vỡ đập và đê trên diện rộng trong tương lai. Và điều này đã xảy ra ngày một dày đặc tại Trung Quốc. Lũ lớn đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân cả về ngắn hạn và dài hạn. Rõ ràng nhất là thảm họa này luôn đi qua và khiến nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, lũ lụt cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn và là chứa nhiều cuộc lây nhiễm. Nước lũ có thể chứa chất thải có độc hại bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường nước uống, kéo theo nhiều bệnh nhiễm trùng. Rõ ràng rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan và những cơn mưa lớn đã khiến nước tràn đập. Tuy nhiên, đây là vấn đề không hề dễ để khắc phục. Tình hình nghiêm trọng hơn nữa khi một số khu vực tại Trung Quốc không hề có kế hoạch cải tổ những con đập được xây dựng từ thế kỷ thứ 20. Mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc, lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm, bị chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 32 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước 4 mét, có nơi lên tới hơn 10 mét vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang tin vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong gần một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc, xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa ra một số bản tin rất ngắn và rất kín đáo. Và để kiểm soát thông tin, trên cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như là Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp, đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng, chính phủ của Trung Quốc luôn thủ đoạn phong tỏa thông tin che đậy những âm mưu thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía Nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và nặng nề nhất là ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Nơi này trải qua đại dịch Covid-19 thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ, sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà đi về những miền quê khác để sinh sống cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít.
nhưng một trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán mang tên ABC của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang có mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ 3 trên thế giới đang bị lũ quét sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước, và nếu như mực nước này phá vỡ con đập thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của Trung Quốc sẽ bị vùi dập và bị cuốn hết ra ngoài Biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, bởi trong thời gian dài vừa qua, phía chính phủ của Trung Quốc đã gây ra nhiều điều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ, thông báo qua vệ tinh cho biết nhiều ngôi làng, trong đó có hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm. Làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lềnh phềnh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ, thiệt hại không thể đong đếm được giá tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay thì đó quả là một điều không sai. Khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2, tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống, làm cho 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua. Tất cả đều bị phong tỏa, theo thông tin từ Mỹ cho biết. Hôm qua, Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng những quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống làm cho đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận ở khu vực còn đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2 này. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như là dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này đã làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ lại khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao. Tuy nhiên, chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Như vậy có phải là Trung Quốc đang bị chịu thiệt thòi hay là không? Còn nhớ đợt dịch Covid-19 hay còn gọi là con virus Corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 4 năm 2023, phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra bên ngoài, để bây giờ hậu quả là quá khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán, bưng bít những thông tin không cho tiết lộ ra ngoài thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án phía chính phủ của Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt, nhiều ngành nghề bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải bị trả giá cho những việc làm sai trái của mình, và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên, đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô cho phía chính quyền ông Tập. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang đợt mưa lũ đầu mùa năm nay. Trong vòng 20 ngày đầu của tháng 3, ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng lên tới 36 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất là ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay ở vùng Đông Nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá linh láng, đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh, thành phố lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống.
và đã gần 1 tỷ người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như là mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ hôm thứ Năm dao động phổ biến từ 5cm cho tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ, nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ của Trung Quốc phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm 2023 tại Trung Quốc dự báo là sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt là AIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998. Gây thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề sau các đợt như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và 2016. Hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên Hiroko và Antitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau. Kiểu mô hình khí hậu hiện đại xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác. Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở của phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8 tới đây. Hiện tại, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ và Nga cho biết, độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan của mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những năm tới. Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới giáng đòn cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc đang trải qua đại dịch Covid-19 tàn phá một cách khốc liệt nhất, thì bây giờ lại đến thiên tai lũ lụt lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Các nước trên thế giới thì đang bận rộn cho việc chống lại căn bệnh dịch bệnh Covid-19 Vũ Hán và tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang căng như dây đàn, cho nên họ không thể nào giúp được Trung Quốc. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong trận mưa và lũ lụt lịch sử này, nếu như trong một vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên phía Trung Quốc.